khi nghe dân chúng hoan hô, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem lên đền thờ, sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự. Và lúc trời đã xế chiều, người ra về Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau khi thấy thầy trò rời bỏ Bethania, người thấy đó, và khi thấy ở đằng xa có một cây vải nhiều lá, người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vải rằng, cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa. Và các môn đệ đã nghe người nói, các ngài đến Jerusalem, và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó, người sơ đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người chạy vào phòng nào chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Điều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết người vì họ sợ người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của người. Chiều đến, người ra khỏi đền, khỏi thành, sáng hôm sau khi đi ngang qua các nhà trông thấy cây vả đã chết vô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng, lạy thầy, hãy coi cây vả thầy nhìn dù đã chết khô rồi. Khi Giêsu đã khái tin vào Thiên Chúa, thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia hãy rời đi và gieo mình xuống biển, mà trong lòng không hồ nghi nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy thầy bảo các con, tất cả những gì các con cầu xin hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu có các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để cha các con trên trời tha cho các con. Nếu các con không tha thứ thì cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con. Đó là lời Chúa. Thứ hai là
Chúa Giêsu cũng đồng thời khi mà tuyên bố như thế thì những trưởng kinh sư và biện phái cũng như là những thực tế bắt đầu là đòi giết Chúa, tại vì Chúa đã phá cái luật lệ của họ đi. Nhưng mà Chúa muốn cho mọi người thấy được là đền thờ phải là đền thờ dành cho Thiên Chúa, chứ không phải để cái nơi buôn bán, là nơi đổi tiền, nơi trộm cướp, nơi mà chửi tục chửi tiễn trong cái đền thờ, rồi dắt châu bò đi ngang qua đền thờ Chúa, thật là nó bất sự. Cho nên Chúa muốn cho cái điều đó. Thứ hai đó là Chúa muốn nói đến vấn đề cái tin. Khi mà rủ cái bà như vậy thì các tông đồ thắc mắc là tại sao mà cái bà thầy rủ qua đây đã chết rồi. Thì Chúa muốn tin báo đến cái đền thờ Jerusalem nó cũng sẽ bị phá hủy như thế, nhưng đồng thời Chúa muốn tin báo về là Chúa đến nhưng mà người ta không có lắng nghe lời Chúa, và cuối cùng những người không lắng nghe lời Chúa thì cũng sẽ bị hủy diệt như là cái cây vàng chết khô như thế này. Nhưng mà Chúa muốn nói đến đó là lòng tin. Tin nhiều khi chúng ta tin thấy cái mẹ ở đâu đó là chạy đến coi cái mẹ có hiện ra, thấy chỗ này chỗ kia cái mẹ khóc rồi ngó thật là trầm trọng như là coi đứa mẹ nó khóc thật. Chúng ta đến ta chỗ này chỗ kia tôi nghe này, nhưng mà đứa mẹ ở đây mà có ai tin hết. Cho nên một nhà không thiên thì chạy đến chỗ này kia rồi tin đồn đủ thứ ấy, đi mãi đến nước này nước kia để đi đến tận nơi. Đứa mẹ vẫn luôn luôn bàn lời, mẹ vẫn luôn luôn chỉ dẫn chúng ta, ban bình an cho chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn nói rằng là cái lòng tin nhiều khi các con có lòng tin chỉ bằng mặt cải thôi, để các con có thể nói rằng là cái cây này nó xuống biển, núi này xuống biển, nó còn nghe. Rồi Chúa nói rằng là khi các ngươi muốn xin thì các ngươi phải tin rằng là cái việc mình xin là Chúa là đấng quyền năng có thể làm được điều đó, thì người các ngươi sẽ nhận nhận được những điều đó. Nhiều khi chúng ta đi mãi đến làng vàng, đi mãi đến các cái miền mà nơi mẹ thế này kia, nhưng mà chúng ta về hai bàn tay trắng là bởi vì chúng ta đi du lịch, chứ mà chúng ta đi thành như mẹ chúng ta không có lòng tin nó đến đó rồi là ngắm cảnh ngắm trăng rồi đi cho nó, nhưng mà chúng ta không có lòng tin, không có lòng tin tức là cái lòng tin chúng ta không sâu sắc. Nên Chúa nói là sao? Khi các ngươi cầu xin mà các ngươi biết rằng là Thiên Chúa sẽ làm cái điều đó cho các ngươi chắc chắn như vậy, thì các ngươi sẽ đón nhận được những điều các ngươi cầu xin. Chúa nhắc cho chúng ta thái độ. Tại sao mà những người ngoại đạo người ta được nhiều ơn hơn chúng ta? Ta hành hương Đức Mẹ La Mã, hành hương Đức Mẹ La Mã, hành hương chỗ này chỗ kia, và Chúa ban cho họ thánh nhãn tiền. Còn mình thì về nhà cầu xin mãi chẳng được, con cái vẫn hư hỏng, rồi bệnh tật thì vẫn còn đó. Còn những người mà người ta lần đầu tiên ta đến, người dân ngoại ta chẳng có biết Chúa với mẹ là ai, lòng họ đơn sơ chân thành lắm, nhưng mà họ tin rằng là chúng con tin rằng là Chúa mới có làm được điều đó, và họ về nhà họ được một sự tốt đẹp, và sau này họ theo đạo, họ trở lại đạo. Chúng ta thấy đấy là điều mà Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta những người tín hữu. Rồi kết thúc là chúng mình làm rồi chúng ta bắt đầu hôm qua là ơn Chúa. Vậy thì cha hỏi xem là ơn Chúa thì gồm có mấy ơn? Thứ nhất là ơn gì thánh hóa. Thứ hai là ơn trợ Chúa. Đúng rồi, ơn thánh hóa là cái gì? Ơn thánh hóa là gì? Cha hỏi lại hơn nữa coi. Ơn thánh hóa chính là cái gì? Là cái gì? Ai nhớ? Đâu bạn nhớ? Nói ra. Đấy, ơn thánh hóa là gì? Ơn thánh hóa là gì? Thiên Chúa ban ơn, không mà
để chúng ta nên con như Thảo và để chúng ta được sự sống đời đời đời. Tí nữa cũng nhắc lại như thế nào. Rồi ơn trợ giúp là gì? Ơn trợ giúp là gì? Đâu? Đấy, chúng ta cứ ngơ. Ơn trợ giúp chính là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta biết làm lành, lánh dữ. Ơn trợ giúp là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta biết làm lành, lánh dữ. Và đồng thời khi chúng ta phạm tội thì chúng ta biết ăn năn sám hối mà trở về với Chúa, đó là ơn trợ giúp, làm lành lánh dữ, biết nhìn thấy cái tội lỗi của mình. Ai đọc về bằng con tình bông đây? Không có ai hết. Không phải là con với này nghe không? Ngà mà không phải. Đó. Nhưng mà chính ngà là nó tập sức quơ sao nó đập về cái bồng bồng bình của cái bồng bồng cái bình bông của bố. Đó. Không dám lãnh nhận. Không dám nhận cái tội mình đã làm. Thì có gì mình nói là đây là cái con này con lỡ con đường tay cái cây xuống con lau mấy cái bụi phóng thì gì nó rớt xuống. Ơn trợ giúp can đảm nhìn nhận những tội lỗi của mình. Nha. Rồi đây chúng ta học về bí tích. Bí tích thì ai cũng biết rồi. Đã. Bí tích là gì? Bí tích là gì? Sắp sửa lại bí tích rồi, bí tích là gì? Nếu nào cũng thấy cha đi nha, con cũng đầu xuống, nghĩ mình đầu xuống, khiêm tốn quá sức. Bí tích là gì? Bí tích là dấu chỉ bề ngoài mà Chúa đã Chúa Giêsu đã thiết lập để truyền thông ơn bên trong cho chúng ta được nền thánh. Bí tích nhớ đến đây nhà này mình còn phải bí tích là gì không? Bí tích là gì? Dấu chỉ bề ngoài mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Tại sao gọi là dấu chỉ bề ngoài? Chúa dùng nước này. Chú dùng bánh này, đó, chú dùng dầu này, đó, tất cả chỉ là dấu chỉ bề ngoài, đó, dùng nước đó, để làm gì? Làm cái thịt được tội cho chúng ta. Đó, chú dùng bánh để làm gì? Biến mình thành, biến bánh thành, biến thịt thành thịt. Chú dùng dầu để làm gì? Sức trên các, trên chúng ta, trên đau bệnh, trên các thánh, trên những người mà được chức thánh rồi trên thêm sức rồi thêm, đó, nó dầu. Để truyền thông ơn Chúa cho chúng ta, để chúng ta được nền thánh. Thì ai nói là cho nghe biết thích là gì? Không có gì năm nay cho các lớp thêm sức gì đó, mới xin tội ở lại nhé. Sang năm nay để học chữ biết thích là gì? Thích đâu? Thưa cha là tiểu tội, mình
Thứ nhất là bí tích người lớn tôn. Thứ hai là bí tích. Bí tích gì? Thêm sức. Thứ ba là bí tích thánh. Nhẹ. Thứ bốn là bí tích. Bí tích gì? Giải tôn. Thứ năm là bí tích. Truyền chức thánh. Sáu là bí tích. Hôn phối. Thứ bảy là bí tích. Sức giàu bệnh. Bệnh nhân. Nhớ chưa? Vì cha hỏi rằng tại làm sao mà Chúa dùng Chúa làm kiểu bí tích tân bổng là 5 bí tích hay 6 bí tích hay là 9 bí tích hay là 8 bí tích vậy? Tại sao? Này hỏi gì nữa? Tại sao vậy? Tại sao? Đó. Chúng ta nhớ rằng là theo người Do Thái con số 7 là con số tròn đầy, không thêm không mất được, con số hoàn hảo, con số hoàn hảo. Cho nên việc mà Chúa lập nên 7 bí tích để nói rằng là từ khi ta mới sinh ra lớn lên rồi dần dần chúng ta trưởng thành cũng như là các ơn Chúa sẽ ban cho chúng ta trong suốt cuộc đời của mình, đó là giống 7 bí tích. 7 bí tích số 7 là số tròn hảo, không thêm hơn không bớt đi. Nhớ cái con số của người Do Thái là như thế đó. Cho nên Chúa lập nên 7 bí tích có nghĩa là Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi ơn Chúa trong suốt cuộc đời của chúng ta đó. Không thiếu cái gì cả đó. Cho nên đó chính là những 7 bí tích. Vậy thì bí tích nào chỉ đáng nhận một lần? Cường tổng điều cả. Ai có vấn đề của ta là cái thứ nào? Cái kia là những cái thứ sự trưởng thành. Hôn phối. Hôn phối là thấy có người kia còn chết đến thêm một người khác lại làm cái thứ nữa. Ai nói đúng rồi là ai? Cái thứ kia là cái thứ còn giải cái thứ là những cái thứ chuyển chuyển thắng. Chuyển. Thấy thắng chết sinh tồn rồi, thắng thì sinh tồn, cái đó là kêu là thắng một lần. Ai đâu? Các bạn ơi, đặt tay cho con. Đây là những bí tích ghi dấu trong linh hồn của chúng ta, không bao giờ mất được. Bây giờ, mình đánh giá bí tích người tồn rồi, mai mốt mình là con hàng tôn giáo. Chứ bí tích được rồi đã in dấu ở trong linh hồn, chứ không phải là ghi vào cái dấu ở đây hay là xâm mình ở chỗ này rồi đó. Cho nên ba bí tích là chúng ta chỉ chấp nhận có một lần trong đời thôi, đó là bí tích rửa tội. Thứ hai là bí tích thêm sức. Thứ ba là bí tích truyền chứng thánh. Nhớ cho đến chết, nhớ chưa đó. Vậy thì bí tích nào ban ơn thánh hóa cho chúng ta? Chúng ta đã giải thích thánh hóa rồi. Bí tích nào ban ơn thánh hóa cho chúng ta? Ai? Ai trả lời với cha ta? Bí tích nào ban ơn thánh hóa cho chúng ta? Còn những bí tích kia, năm bí tích kia là chỉ thêm ơn thánh hóa. Vậy thì chúng ta sẽ có hai bí tích ban ơn thánh hóa cho chúng ta. Đó chính là bí tích rửa tội. Thứ hai là bí tích giải tội. Nhớ chưa? Hôm qua nói luôn rồi. Đó, khi phạm tội tức là mất ơn thánh hóa. Khi sinh tồn lại bắt đầu là chúng ta đưa ơn thánh hóa, nhớ chưa? Vậy thì
là thực trạng học đến giờ này cũng được cho hỏi không biết. Các bạn hãy đặt cái tay chúng ta. Vị trí thánh thể là vị trí cao trọng nhất trong tất cả các vị trí, nhớ nha. À, vậy giờ hỏi rằng là tại sao cao trọng? Phải có lý do chứ, tự nhiên nói rồi phải hiểu. Tại sao cao trọng này? Không, ai trả lời? Mình không
giáo nhận định là nhân đón Đức Chúa Giêsu như thế, mà không phải chỉ trả lời như thế thôi, nhưng mà chúng ta phải có lòng tin. Thứ hai là chúng ta phải có lòng ao ước, nhớ mình lên đứng lên nhận như thế, mang hết lên xin tội cho lần đầu như thế sớm như vậy. Chúng ta phải có lòng tin qua cái tiếng đó, chúng ta có cái điều gì đem lại ở dưới chân, có điều gì lòng tin là cần thiết quan trọng. Cho nên chúng ta thấy với lời Chúa Giêsu làm phép cho những người làm phép cho những người đau bệnh, anh có tin rằng tôi có thể làm được điều này không? Cho anh được đi lại, cho anh được khỏi không? Lòng tin. Chúa Giêsu thì Chúa đang đau rồi, ai được những áo này? Có người phụ nữ bị băng huyết chạy đến nhờ áo Chúa đó. Thưa Thầy, con muốn được vào Chúa. Đức tin của con đã chữa khỏi, hãy về Việt Nam. Cho nên lãnh nhận bí tích mà không có lòng tin là chúng ta đang làm những chuyện là làm hư đi bí tích. Còn rước lễ không phải là thông thường, hay là lãnh nhận các bí tích, hay là lên xin tội cũng vậy. Cho nên Chúa khi mà các linh mục cử hành các bí tích thì Chúa Giêsu trực tiếp mang bí tích ra chỗ này. Nhớ không phải linh mục đâu nhé, mà chính Chúa Giêsu. Khi mà chúng ta đón nhận bí tích, Chúa không phải là linh mục mà là chính Chúa Giêsu mang, đưa chính mình vào chỗ này. Khi mà linh mục ngồi ngoài chúng tôi, không phải là chúng ta xưng tội với lại những linh mục đâu, mà chúng ta được Chúa Giêsu đang ban ơn tha thứ cho chúng ta. Cho nên chớ có dấu tội, chớ có dấu tội. Ông linh mục thì không biết đâu, mình giấu mình trong lòng không biết đâu. Chúa Giêsu thì Ngài biết hết mọi sự, chớ dấu tội. Bởi vì lúc bấy giờ là chính Chúa Giêsu ngồi đó và ban bí tích cho chúng ta, ban ơn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta thấy khi nhà bây giờ không còn hình bóng của cha nữa, mà chính Chúa Giêsu đang đi ra và cử hành y tế thập giá bàn thờ để mà chân thân lễ lên Thiên Chúa cho chúng ta. Cho nên muốn lắng nhận bí tích, điều kiện cần thiết đó là chúng ta phải có lòng tin, thứ hai đó là phải lòng ước ao. Lòng tin chưa đủ mà phải ước ao rất luôn. Chứ còn không ước ao thì bên đây là giống như là hình thức bên ngoài thôi. Cho nên qua bài đối lý hôm nay giúp cho mọi người, mỗi người chúng ta hiểu được thế nào là bí tích, và chúng ta lãnh nhận bí tích để làm cái gì, đem lại ơn cái gì cho mình. Và khi lãnh nhận bí tích như thế thì chính Chúa Giêsu là người ban bí tích đó cho chúng ta. Cho nên để làm cho chúng ta được nhận